Xe thân thiện môi trường vốn không rẻ. Kia Sorento 2023 phiên bản Plug-in Hybrid là một ví dụ điển hình. Mới đây, hãng Kia đã tung ra Sorento Phép 2023 ở thị trường Mỹ. Sự thay đổi lớn nhất của mẫu xe này, chính là việc bị loại bỏ bản tiêu chuẩn SX. Điều này khiến Kia Sorento Phép 2023 chỉ còn lại một bản trang bị là SXP và có giá khởi điểm khoảng 1 tỷ 140 triệu so với phiên bản cũ giá khởi điểm của mẫu SUV hạng trung này tăng 111 triệu. Ngoài ra, Kia Sorento phép 2023 bản SXP cũng đắt hơn 42 triệu so với trước. Tuy tăng giá nhưng Kia Sorento phép 2023 lại không được nâng cấp nhiều. Cụ thể, mẫu SUV hạng trung này chỉ có thêm rèm cửa có thể tháo lắp ở hàng ghế sau và bộ biến tần 115V dùng để sạc những thiết bị như máy tính sách tay. Bên cạnh đó, Kia Sorento Phép 2023 còn có thêm hệ thống hôm linh mới để mở cửa gara tự động. Tương tự phiên bản cũ, Kia Sorento Phép 2023 cũng được trang bị cản trước thể thao của bản GT Line và bộ vành hợp kim 19 in. Bên cạnh đó là hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cần gạt nước tự động và cửa sổ trời toàn cảnh panorama tiêu chuẩn. Bên trong xe xuất hiện những trang bị như ghế trước bọc da, có tính năng sưởi làm mát và chỉnh điện. Ngoài ra, xe còn có hai ghế thương gia ở giữa với tính năng sưởi và hàng ghế cuối gập xuống theo tỷ lệ 50-50. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng bọc da và có tính năng sưởi cùng bằng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 in. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 in hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống định vị vệ tinh GPS, hệ thống âm thanh Bose, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống điều hòa tự động hai vùng. Chưa hết, Kia Sorento Phép 2023 còn được trang bị các tính năng an toàn đầy đủ, với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ bám làn đường. Trái tim là hệ chuyển động plug-in hybrid bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít motor điện và cụm pin 14 kW. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 261 mã lực và mô men xoắn cực đại 349 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và chạy được 51 km chỉ bằng motor điện. Thời gian sạc pin với bộ sạc level 2 là khoảng 3 tiếng rưỡi. Trong khi đó tại Việt Nam, tư vấn bán hàng một đại lý kia tại Hà Nội cho biết đã nhận đặt cọc trước mẫu kia Sorento phiên bản hybrid 2022 mới. Phiên bản động cơ lai like này từng được Thaco Auto lên lịch dự kiến bán vào tháng 3, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, nhà phân phối vẫn chưa xác nhận thông tin đặt hàng Sorento hybrid từ phía đại lý.